Audio Jungle. Vượt qua nghịch lý của cuộc sống. Trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vượt qua được những khó khăn, nghịch lý bày ra trước mắt. Rất nhiều người không vượt qua được những con sóng ảo của cuộc đời để rồi để nó xô ngã trước khi nhận ra đó chỉ là sự hù dọa mà cuộc sống cố tình dành cho ta. Có bao giờ bạn ngỡ ngàng nhận ra có lúc mình suýt ngã quỵ trên đường đời chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn nào đó, như tình yêu tan vỡ hay một người bạn chẳng còn chơi với ta? Nếu vậy thì kháng sinh của bạn trước những cơn sóng ảo này thật tệ. Bạn cần học cách miễn dịch trước những cơn sóng ảo của cuộc đời để mạnh mẽ hơn và chín chắn hơn trong cuộc sống. Cuộc sống vốn chứa đựng rất nhiều những mâu thuẫn và nghịch lý khiến bạn không thể nào ngờ tới được. Có thể sẽ phải rất lâu bạn mới chấp nhận được chúng và sẽ mất một thời gian dài bạn mới thích nghi được. Có rất nhiều người cảm thấy vụn vỡ khi bước vào đời, họ không biết mình nên tin vào điều gì bởi cuộc sống dường như quá khắt khe với họ. Những nghịch lý họ gặp phải, họ không bao giờ có thể thích nghi và chấp nhận được. Từ đó mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bạn thì sao, bạn có cảm giác như thế nào về những khó khăn của cuộc sống và chấp nhận chúng như những điều vốn có cuộc sống? Nhưng nghịch lý luôn luôn tồn tại, dù bạn có dâng hiến hết cuộc đời cho nó với những gì tốt đẹp nhất thì cuộc sống cũng chẳng ngần ngại ban cho bạn những cái tát phủ vàng đâu. Thế nên đừng bao giờ để những khó khăn và nghịch lý cuộc sống đánh gục bạn. Hãy luôn vững tin để thấy rằng cuộc sống không phủ phàng như vậy đâu bạn nhé. Bạn hãy ghi nhớ rằng dù bạn có yêu thương mọi người xung quanh thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ có lúc phản bội bạn vì lợi ích cá nhân, nhưng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin nơi người khác. Thích nghi với cuộc sống với tất cả những gì vốn có của nó sẽ giúp bạn chấp nhận và vượt qua mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì thông thường, khi chúng ta biết điều gì đang đợi mình phía trước, chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng và thích nghi với chúng. Sau đó cải biến chúng để phục vụ lại cuộc sống của chính bạn. Người bi quan luôn tìm thấy hy vọng trong sự đau khổ, người lạc quan luôn tìm thấy hy vọng trong khó khăn. Thế nên dù khó khăn như thế nào, hãy luôn tin rằng luôn có một đường thoát dành cho bạn. Bởi vì như người ta nói, ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Bạn hãy học cách thích nghi với cuộc sống để mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều thú vị và bất kỳ ai cũng được ban phát quà tặng từ nó. Vì vậy hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và nghịch lý. Hãy tin rằng ở đâu có ánh sáng thì ở đó có con đường. Niềm tin và sự dũng cảm sẽ giúp bạn vượt qua tất cả những nghịch lý bủa vây của cuộc sống. Audio Jungle.